Xin chào tất cả mọi người và đây là Barcelona. Thật sự thì tôi không biết nói gì hơn nữa. Vâng, chúng tôi không thể bảo đảm kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất đẹp mắt. Ricardo Quaresma. Vâng, đồng đội anh ấy đã có mặt. Bắn bóng lăn trên sân, cơ hội cho cả hai đội. Ronaldo, một pha trả bóng về rất nhanh. Patrick Vieira, đồng đội đến rồi. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng giống như các cầu thủ, chúng ta đang theo dõi trực tiếp và không thể đoán được trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Và bây giờ anh muốn nói điều gì trước khi bóng lăn không? Vâng, hãy đừng làm chúng tôi thất vọng. Trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Một pha cản bóng tốt. Rất được gọi đó, anh ta có bằng châu. Anh ta cố gắng sút bóng. Đó là pha cắt bóng của Sergio Ibarra kỳ tích. Chạy tự do trên sân và làm mất bóng. Đồng đội của anh ấy đã đến để hỗ trợ. Cơ hội đến với anh ta rồi. Luka Modric chặn được bóng. Anh ấy đang tung chân lên. Đó là một pha sút bóng cầu bay rồi. Quá dễ dàng cho thủ môn. Họ đang không nắm được cơ hội để giữ được bóng. Toni Kroos cũng đã chặn bóng rồi. Ramos. Huyền thoại Gianfranco Zola. Ronaldo. Thật sự quá lãng phí. Ồ, lãng phí cơ hội để sân bóng. Đường chuyền tuyệt vời. Anh ta có bằng chống. Và cả bóng tốt mà trọng tài không thổi phạt. Anh ấy có thể làm được điều đó không? Cầu thủ giữ bóng đang bị các hậu vệ vây quanh. Các hậu vệ sẽ phải tổ chức một hệ thống phòng thủ thật tốt nếu như họ không muốn gặp bốn cơ hội 10-10. Anh nhìn thấy cơ hội rồi. Và đội Pháp được hưởng một quả phạt góc. Siêu sao David Luiz với bàn thắng đẹp mắt. Bóng từ góc dưới bay thẳng vào lưới trước sự nỗ lực của thủ môn. Vâng, một pha kết thúc kinh điển. Tỷ số đang là 1-0. Ronaldo. Trọng tài báo hiệu tạm dừng trận đấu. Đó là một hiệp thi đấu quyết liệt với cả hai đội. Họ thật sự rất tương đồng ở nhiều mặt. Tôi đồng ý với anh về điểm này. Họ cần phải tổ chức tấn công nhiều hơn nếu như muốn tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Patrick Vieira. Thiago Silva đã giành được bóng. Chuyển ngang tốt. Vâng, một cơ hội dành cho cầu thủ này. Marcelo. Nguy hiểm vẫn còn đó sau phạt thủ bóng. Tỷ số đã được cân bằng, một bàn thắng quan trọng. Đó là một góc rất khó để có thể ghi bàn, nhưng bằng cách nào đó anh ấy đã ép bóng phải đi vào lưới. Lẽ ra thủ môn phải đẩy bóng đi hết đường biên, nhưng lần này anh ta lại để bóng lăn tự do sau pha cản phá và bàn thắng là điều không tránh khỏi. Toni Kroos. Đó là pha cắt bóng của Kroos.
Phạt cứu thua tuyệt vời của Ter Stegen. Andres Iniesta. Và đây đồng đội của anh ấy đã đến để hỗ trợ. Iniesta thì có cố gắng nhưng họ không giữ được bóng. Siêu sao Dani Alves. Bóng lại trở về với anh ta. Quyết định ngay lập tức nhưng vô cùng chính xác. Vâng, đó hẳn là phẩm chất của một thủ môn hàng đầu. Sau một pha cứu bóng như vậy, cả hai đội cần phải cố gắng hơn để có thể ghi được bàn thắng. Có một vài đồng đội đang theo sát hỗ trợ anh ấy ở vị trí hiện tại. Nếu được chuyền bóng thì không đến được đồng đội và nó đang đi ra ngoài đường biên. Chúng ta đang ghi đích. Luka Modric. Pha tấn công của Barcelona. Đúng tiếp tục thi đấu thật tốt. Cơ hội đến với anh ta rồi. Một nỗ lực tuyệt vời. Enverto gặp Toni Kroos. Patrick Vieira. Vâng, anh ta đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng. Vâng, chuyền bóng rất hoàn hảo. Anh ta đã thực hiện một cú sọt bóng. Anh ấy đã thoát khỏi sự theo sát của cầu thủ đối phương rồi. Sergio Ramos đang lấy bóng. Luka Modric. Không còn nhiều thời gian để dừng lại, có thêm một phút bù giờ. Đó là pha cắt bóng của Sergio. Một cơ hội 10-10. Đó là một pha cứu bóng khá tốt. Tiếng còi kết thúc trận đấu từ trọng tài.